Rồi xin chào chị ha. Nay có một cái cây đài xưa cũng rất nhiều ưu điểm, quay với chị xem ha. Cây này có ưu điểm là hoa chùm, cánh dày, lâu tàn và thơm ha, có hương thơm rất là đậm. Đặc điểm cây này là cả hai mặt hoa đều rất là đẹp nha. Mặt trước nè, màu rất đẹp, và mặt sau màu cũng rất đẹp luôn chị. Đây. Đó, màu cánh cực kỳ đẹp ha. Cánh rất là bắt mắt. Đó, các chị nhìn cách nó phối màu này rất đẹp ha. Màu cực kỳ đẹp. Cây này là một cái cây cũng rất là siêng hoa ha. Rất siêng hoa, khi mà trồng đạt là gần như là những cái thân lớn cỡ này trở lên đều có hoa hết. Cây này cây một lá, trồng rất là khỏe, có hương thơm nha. Cái đài xưa, tên em tôi sẽ để video. Bông thì nó chỉ tầm khoảng gần 10 cm thôi. Bông chùm, cái này trồng đạt đó thì nó lên được khoảng 6 bông ha, 6 bông đến 7 bông. Cây này thì nó cây này là cây tách chiết thì nó mới trưởng thành, nó mới phát triển lại thôi, nó chưa đạt. Nên là chùm bông này nó 4 bông nhưng mà bữa trước bị gãy một bông rồi. Cây này rất là lâu tàn nha. Cánh nó dày cui, dày. Màu rất là bắt mắt. Cái khuôn nhìn nó sắc nét ha. Rồi xin chào anh chị ha, hôm nào có những cái cây cát nở em sẽ quay mọi người xem tiếp ha. Xin chào anh chị.